Hi, và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toku VN Media Team. Quay trở lại với series Kamen Rider Giz. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những item đã hỗ trợ cho các Rider trong cuộc chiến giành lấy danh hiệu thần tham vọng Desire Grand Prix. Đó chính là các Stray Bocco, thông qua ba dòng sản phẩm DX, Candy Toy và Gashapon. Giới thiệu sơ về các Race Bocco. Như đã đề cập ở clip giới thiệu DX Desire Driver, các Race Bocco là những item trang bị cho các Kamen Rider, với loại nhỏ chỉ trang bị vũ khí, còn loại lớn thì trang bị thêm giáp và khả năng đặc biệt. Nếu các Bocco lớn chỉ có một cái cho mỗi loại, thì các Bocco nhỏ lại có nhiều hơn một cho mỗi loại. Ví dụ như ở tập 3, chúng ta có thể thấy cả Giz và Mary đều dùng siêu, từ đó cho thấy mức độ đại trà của loại vật phẩm này. Chính vì vậy trong clip này mình sẽ tạm gọi các Race Bocco nhỏ là Bocco Common, còn loại lớn thì là Bocco Rare nhé. Về ngoại hình, các Race Bocco Common có kích thước và hình dáng tương tự nhau. Điểm khác biệt nằm ở màu sắc và chi tiết vũ khí trên mặt. Mỗi Race Bocco sẽ có các cách kích hoạt khác nhau, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có 3 cách, đó là kéo, xoay và nhấn. Khi kích hoạt trên Driver, chúng ta sẽ nghe được âm thanh tấn công đặc trưng của loại vũ khí mà Bocco này trang bị. Vì đây là Bocco vũ trang nên âm lệnh sẽ là arm cộng tên vũ khí. Ngoài ra, bên cạnh những Bocco cho ra vũ khí, còn có những Bocco mang hình ảnh của các cắt lưng biến hình của các Raider tiền nhiệm. Mình sẽ tạm gọi là các Bocco Raider. Màu sắc cũng nổi bật hơn với hai màu đặc trưng của Raider tương ứng. Tuy nhiên, cách kích hoạt lại y chang nhau, không có sự khác biệt gì. Cho đến hiện tại, chúng ta mới chỉ được thấy Revive Raider Bocco xuất hiện trên phim. Dạng biến hình khi sử dụng những Raider Bocco này cũng chỉ có trên hình. Còn thực tế công năng ra sao, phải chờ lên phim mới biết được. Về hình thức bán, ở bản DX, các Bocco Common được bán kèm với các sản phẩm DX khác, hoặc bán theo set 2 cái. Như chúng ta đã biết, Hammer được bán kèm chung với set DX của Desire Driver. Còn Candy Toys thì được bán lẻ mỗi Bocco một hộp. Mỗi set sẽ bao gồm 10 hộp gồm 4 đến 6 Rider Bocco khác nhau. Còn hàng Gashapon thì được chứa trong những quà trứng gacha như thường lệ, được phát hành theo đợt, mỗi đợt gồm 5 đến 6 Rider Bocco khác nhau. Ngoài ra, Gashapon lần này còn được phát hành theo dạng hộp ngẫu nhiên. Mình sẽ giải thích kỹ hơn ở phần sau nhé. Nếu để ba Bocco thuộc ba dòng ở cạnh nhau thì thực sự rất khó để phân biệt, vì ngoại hình, màu sắc cũng y hệt nhau, thậm chí chất lượng cũng tương đồng. Vậy làm thế nào để phân biệt được ba dòng này? Cách đơn giản và phổ biến nhất đó chính là nhìn chữ cái đại diện ở mã số đằng sau. Với DX là chữ B hoặc không có chữ, Candy Toy là C, còn Gashapon là V. Tuy nhiên, những chữ cái này không xuất hiện trên phần lẫy như mọi khi, mà được ghi bên cạnh mã số dưới phần code QR. Nghĩa là nếu mất mật mã này, chúng ta gần như không thể phân biệt đâu là DX, Candy Toy hay Gashapon. Vậy nên mua DX, Candy Toy hay Gashapon? Câu trả lời là tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn. Nếu muốn mua các Race Bocco lẻ mà không phải mua các sản phẩm DX hay cả set 2 cái, thì Candy Toy và Gashapon là lựa chọn kinh tế. Nhưng nếu bạn muốn sưu tập, thì set DX 2 cái lại là lựa chọn hợp lý, vì giá của set này rẻ hơn cả hai Bocco lẻ gộp lại ở dòng Candy Toy. Còn về Bocco Rider, thì mỗi loại chỉ phát hành ở một trong ba dòng, ngoại trừ Chusai Raver là Candy Toy hay Gashapon đều có. Ra ở dòng nào thì mua dòng đó là xong. Với dòng Gashapon, tính chất ngẫu nhiên đã không còn đối với những nơi không có máy gacha. Các sản phẩm cũng có thể mua lẻ không khác gì Candy Toy. Thế nhưng, nay chúng ta đã có thể test nhân phẩm xem mình sẽ ra Bocco nào khi mua ở bản hộp. Ở bản này, vỏ ngoài chỉ có hình của Bocco hiếm trong đợt đó thôi. Muốn biết bên trong là Bocco nào, chỉ có cách mở ra xem. Tương tự như các booster pack của các trading card game như Yu-Gi-Oh, Pokemon hay là Digimon. Sẵn đây, nhóm chúng mình cũng có một boss Gashapon thuộc set 2, bao gồm Chain Array, Cloud, Sekenso Raver, Ziku Raver và Wizard Raver. Hàng hiếm lần này đó chính là Ziku Raver thuộc bản Metalist. Bây giờ, hãy cùng chúng mình bóc ra xem chúng ta sẽ trúng những Bocco nào nhé. Mình sẽ bóc ngẫu nhiên hai hộp. Cái nào đây ta? Mình sẽ bóc hộp này nha. Và bên bóc ở bên còn lại.
Còn bây giờ chúng ta bắt đầu mở xem các nhân phẩm bên trong có gì nha. Đầu tiên chúng ta có một Cloud Rice Bottle. Và cái thứ hai, bảo nhân phẩm cao thì lại tự ái. Đây chính là ZQ River Buckle bản Metallic. Và đó cũng chính là những gì mà nhóm chúng mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like lẫn một subscribe để ủng hộ cho nhóm chúng mình nhé. Còn bây giờ, quên chứ. Anh ơi, xin chào và hẹn gặp lại.